con mừng mà con không ngủ được luôn á. Qua bữa sau thôi mẹ thưởng cho con cây vàng. Thế sao nó khôn lắm, con này nó khôn lắm, nó ngọt. Nó mà hết tiền là biết liền. Bữa sau nó đăng lên Facebook là nó nói mẹ này kia kia nọ là thôi sáng mai là nó biết rồi đó. Hết tiền túi rồi đó. Tặng rồi là mẹ, mẹ nhắn đó là mẹ trả tiền, ví dụ mua 500 mẹ cho luôn 1 triệu. Vậy không ra được. Vậy không á, mẹ con hợp ý sao là hợp ý như vậy đó. Mẹ chỉ thích của em ở nhà là trong hai đứa nhỏ thôi, không có thích em ra ngoài làm, nhưng mà về sau thì em cũng thuyết phục. Rồi mẹ cũng đồng ý và mẹ cũng hỗ trợ vốn cho em làm nữa. Lúc đầu tiên hả, về nhà mình thấy trời ơi sao nó cao quá vậy. Mình muốn có con dâu để về phụ với mình mà giờ nó cao vậy, chắc không biết nó có làm xuyên không. Mà nhìn thấy cũng được, dễ thương. Dạ. Có việc cô là có hai đứa trai, một cháu thì nó mất năm nay 8 năm rồi. Rồi hả, thằng con cô nó thấy hả cô buồn quá, nó nói thôi để con cứ vợ cho dì mẹ vui. Rồi về gặp dâu mình hả, nói chung mà tháng đầu tháng hai nó sinh mình cho mình được đứa cháu nội. Trời wow. Ơi mừng, cô nói thật với con như cái cơn mưa rào vậy đó. Mình dạ. Đang ấy mà trời ơi đang hạn hán. Đang hạn hán, mình đang thiếu thốn. Cô dạ. Buồn, cô buồn lắm, cô đi chơi hoài à. Cô mừng mà cô không ngủ được luôn đó. Qua bữa sau thôi mẹ thưởng cho con cây vàng. Dạ. Mừng vậy đó, mừng đứa nhỏ vậy. Cái vàng đó bây giờ còn không dung. Dạ còn. Trời vàng đang lên giá luôn á, hay quá. Nói chung hả, có con dâu này về, con dâu này nó cũng hợp với mình. Ở nhà thì có bốn người mà hai cha con kia thì ít nói, mà hai mẹ con này thì nói hơi nói nhiều. Tôi nói đi hả, ai cũng nói là hai mẹ con. Dạ. Chứ không ai nói là mẹ chồng con dâu hết trơn. Vậy là con gặp mẹ chồng hợp lý rồi đó. Dạ. Rồi. Trời ơi con biết làm sao, nó khôn lắm, con này nó khôn lắm, nó ngọt. Nó mà hết tiền là biết liền. Bữa sau nó đăng lên Facebook là nó nói mẹ này kia kia nọ là thôi sáng mai là biết rồi đó. Hết tiền túi rồi đó. Mẹ con đẹp, mẹ con dễ thương, mẹ con quá trời ha. Rồi hả, sanh đứa, con biết hả, nó sanh cho cô không? Hai đứa cho nội, cô bao sanh luôn, nuôi hết. Mẹ lo như thế đó, con có ấn tượng điều gì của mẹ không? Mẹ con tuyệt vời rồi, con không biết nói gì. Nhưng mà con ấn tượng nhất là lúc mà con sanh em bé, là con ở nhà mẹ, mẹ lo cho con hết tất cả luôn. Mẹ ngâm chân cho con, rồi mẹ hơ đồ, than đồ, mẹ con lo hết. Lo hết. Đến nỗi mà sữa của con vắt ra còn dư á, mẹ con uống luôn. Tại vì mẹ sợ mất sữa rồi không còn sữa, không cho còn sữa cho cháu nội, cho nên là mẹ con em uống chứ không có đổ, không có bỏ gì trơn. Cái này là mẹ em lo hết. Mẹ lo hết luôn. Dạ mẹ em nấu ăn chứ em cũng ít đi nấu lắm. Mẹ lo tròn vo. Chị nói với Quyền Linh với Lê Lạc hả, nó đẻ hả? Hai đứa con nó chưa biết nấu cháo loại gì đó. Dạ chưa biết nấu cháo mà từ hồi giờ nó về làm dâu chưa biết nấu cơm. Nó nấu lần đầu tiên nó nấu thóng rồi thôi bỏ thay. Cái rồi hả là lâu lâu á con trai cũng vậy. Để ví là cô phải mở ra cô coi thử nó còn tiền không. Nó không còn tiền là cô bỏ tiền vô. Con dâu cô nó thiệt tình, nó nói mẹ ơi, anh giấu phía sau đó mẹ. Anh có tiền mà anh giấu phía sau đó mẹ. Con trai cô mới nói, em nói chi vậy? Mẹ chi vậy? Mẹ bỏ vô cái em rút ra đúng không? Con nhỏ này cũng vậy nè, chứ mà con nhỏ này được cái là về nó còn tiền là nó nói con còn tiền mẹ ơi. Được cái là thật, nói chung là con dâu thì bởi vậy mốt cô cho anh là cô phải cho luôn Dung. Đâu có, cho Dung nhiều hơn à, tự nhiên tự ngày mà phát hiện ra nói vậy là cô cho Dung nhiều hơn là Dung à, ý con mép để mẹ con không cho chồng con nữa mà lấy tiền nó cho con luôn. Của con là con làm công việc gì Dung? Dạ con hiện tại là đang kinh doanh thời trang à. Ờ tưởng đâu là siêu mẫu á, con cao mét mấy? Dạ con cao 1m75 vậy. Trời ơi, cao mét cao mét mấy? Mấy dạ 1m68. Cao cao ghê ha. Hai mẹ con hợp nhau gì, con thấy hợp nhau dạ, gì? Dạ con với mẹ con thì hợp nhau về đi chơi, rồi chụp hình, rồi mua sắm hay là về chân diện đồ. Con đi đâu là bắt cúp cho cô không à? Dạ. Khoái lòng đẹp. Từ ngày có nhỏ này á là dạ. Tới ngày 8 tháng 3 hai ngày sinh nhật là nó mua, từ nó quặng mẹ tiếp. Ngày nào cũng mua. À, nhiều lúc hơi mua ngày 1 còn mua quà nữa. Nói chung là mình có hướng cho con, có hướng dạ. Nhờ vậy mình mới nói chứ. Không vậy là khôn đó con. Dạ. Mua quà mẹ. Nói chung là một nhưng mẹ tặng là con. Đúng rồi. Tặng mẹ xong rồi mẹ. Tặng rồi là mẹ nhắn đó là mẹ trả tiền, ví dụ mua 500 mẹ cho luôn 1 triệu. Vậy không ra được. Vậy không á, mẹ con hợp ý nhau là hợp ý cái vậy đó. Con thấy là con chưa hợp với mẹ điều gì? Chắc cũng không có. Thì mình chưa hiểu tính thì mình nghĩ là mẹ khó. Tại vì lúc mới lấy về mẹ giận á,
mình sợ mình không có dám nói chuyện hay là không dám xin lỗi hay là không dám thủ thỉ gì với mẹ. Nhưng mà khi biết tính của mẹ rồi á thì mỗi lần mẹ giận là em lại em xin lỗi, hay là em lại vuốt mẹ hay là như thế nào, hoặc là đem hai đứa nhóc xuống kêu nổi là hết. Có bao giờ mẹ la con dâu chưa? La chứ. Nó sinh đứa thứ hai cái bắt đầu cô mới thấy nó đi về bên ngoài nó chơi, nó lại ít sữa. Cô mới mua sữa ăn chua với mua yến nó cái gì để nó nằm cho nó uống. Cui ra lăng đầu tiên nó để một tuần nó chưa uống con. Trời ơi, cái là yến để đầu nằm mà nó không uống nữa, mình xót chuột cho cháu nội mình. Là nó cái anh Thành dắt con về ngoại cũng không cho về. Xong đi về cuối cùng hai vợ chồng về năn nỉ mẹ này kia nọ, cô mới cho về, ông bà Thu mới chở về đó. Lúc đó còn căng thẳng không con? Dạ có, tại mới sanh bé thứ hai á, cái tâm lý của mình nó không như bé thứ nhất. Mình lo cho bé thứ nhất xong rồi mình lo cho bé thứ hai, cái mình trong cái tình trạng mà bị mất sữa nữa, cái mình cảm thấy stress á, rồi mình không quan tâm tới cái lời nói của mẹ, rồi cho nên là em lúc đó em muốn bỏ luôn, em muốn làm theo ý của mình. Như lần đó mới rút kinh nghiệm á, có việc gì là nó khôn lắm, nó lấy hai đứa nhỏ ra nó định. Sáng là cô 5 giờ là cô đi thể dục, cô đi dạy cô vậy, 6 giờ cô đi thể dục, nó ngủ tới 8 giờ. Bây giờ mấy đứa nhỏ đi học á thì 7 giờ nó dậy, nó đưa mấy đứa nhỏ đi học, 9 giờ là nó đi làm. Cái việc nhà cơm nước đùa là cô không à, cô lo hết tất cả. Với một cái tình yêu thương của mẹ chồng lớn như thế đó, dạ, có bao giờ mình nghĩ rằng là mình giống như người ta gọi là gì, chuột xa cũng nếp không con? Dạ em nghĩ là do em có phước mới được làm dâu của mẹ thôi. Nói gì nói, mẹ chồng càng yêu thương đôi khi là càng bực bội nha. Dạ. Nếu mà người ta yêu thương nhiều quá mà chỉ cần một chút sơ suất mà làm tổn thương cái tình yêu thương đó, đúng rồi. Thì cái hậu quả nó cũng lớn lắm á. Mẹ có thoải mái đi con dâu đi làm việc này kia không? Dạ lúc đầu mẹ cũng cản, thì mẹ chỉ thích có em ở nhà là trông hai đứa nhỏ thôi, không có thích em ra ngoài làm. Nhưng mà về sau thì em cũng thuyết phục, rồi mẹ cũng đồng ý và mẹ cũng hỗ trợ vốn cho em làm nữa. Rồi ngon vậy. Mới lúc đầu nó giấu cô. Dạ. Nó giấu cô, nó đi thuê nhà, nó mở shop, nó chở bán túi sách á. Dạ. Cái rồi nó đâu dám, nó không dám hỏi mượn tiền cô, mượn nhỏ cháu mấy trăm triệu đó. Trời ơi. Rồi cái cô thấy vậy, cô hỏi mượn bao nhiêu, nó nói con mượn gần 300 triệu. Trời ơi. Cô về phải rút tiền, cô trả cho nó. Cô rút 300 triệu trả cho con dâu luôn. Thì trả luôn 300 triệu luôn. Dâu là mở lời mượn mẹ hay là xin mẹ luôn nè? Nó có trả đâu con. Nó mượn là mình biết là không, mình không lấy lại được rồi đó. Lấy. Mà nhiều lúc hả cô thật với con, nhưng cô thấy bây giờ làm ăn bây giờ nó cũng khó khăn. Dạ. Con cảm thấy mà con buôn bán mà không có lời á thì con rút về. Bây giờ mà con lỡ mà con buôn bán mà con ế mà nó mất luôn tiền, cô cũng không thành nhân đi. Rồi nàng dâu quyết định sao? Dạ em vẫn bán tốt, rồi em cũng đang bán rất là ổn. Tại vì mình làm ăn mà một cái mình đã đầu tư vô cái gì đó thì cái tiền đó là cái tiền chết, thì mình phải bỏ ra 1 năm 2 năm mình mới thu hồi lại được. Mà em làm cũng chưa tới được 1 năm nữa. Từ từ rồi sẽ lên thôi. Lời đó không thấy mà cứ lâu lâu vài 3 triệu mượn hoài không trả. Chứ mượn, con mượn mẹ 3 triệu mẹ rồi nó im luôn. Đúng rồi, mượn mẹ 2 triệu thôi. Được không rồi, trả. Coi như 1 triệu 2 triệu cho luôn đi. Trời ơi. Rồi chi. Cô với chị là chắc là cô đăng ký tham gia chương trình này đúng không? Đâu có, này đăng ký. Dạ. Ủa? Em đăng ký. Cô nói con nghe, cô rất thích cái chương trình mẹ chồng nàng dâu. Cô thấy sao mà nó vui thế. Dạ. Nhiều lúc mình không biết nói với ai, mình lên đây mình nói. Đúng hả rồi. Linh? Dạ. Mình lên đây mình nói. Cho nên hả, nó cô ngồi cô coi hoài à. Cô nó thấy cô ngồi cười quá, nó nói mẹ ơi con với mẹ đi thi mẹ chồng nàng dâu. Ui đi lên TV hả? Cái nó nói vậy tự động ấy đăng ký. Chú cả chú không cho cô đi. Cô cũng thích đi. Dạ. Cô thích. Phải khen dâu quá tâm lý. Nó có đúng. Vậy chứ nó cho mẹ niềm vui đúng không? Dạ. Ủa, nhưng mà lên đây nhằm mục đích gì cô? Định nói con dâu điều gì trên đây? Bây giờ hả cô chỉ có nói con dâu là hả? Ăn uống bớt ăn ngoài đường. Dạ, ăn nhà ăn. Nhà cho nó có nó ấy ăn ngoài an đường toàn, cô sợ sạch sẽ. Dạ. Đúng rồi, cô sợ nó ăn ngoài đường miếng rồi ba cái kia nó bệnh nó. Đồ ăn ngon gì cũng không ăn, ăn bữa một thôi. Dạ. Bữa hai không ăn thì ăn ngoài đường. Tóm lại là một cái người hiểu cởi mở như thế thì nàng dâu cũng phải cởi mở và hiểu mẹ chồng, tránh những cái điều mà mình giấu trong lòng mình không chia sẻ mẹ chồng luôn ha. Rồi ba chồng á là có lo cho con dâu gì không? Ba chồng ít nói lắm. Có mua quà tặng ba chồng gì không? Dạ cũng ít lắm, tại cũng không biết ba thích gì nữa. Cứ để phần thích đó cho mẹ xử lý. Mẹ tặng là được rồi. Ông xã cô thì cái gì cũng ok hết á, mà có con tội cặp thôi. Dạ. Mình phụ nữ mình thì muốn cái ngày gì á
là chồng mình tặng cho mình cái gì. Yeah. Không cần nhiều. Yeah. Nhưng mà mình thấy mình vui. Mỗi lần nói ông nói chứ thì mở tủ ra kia mua. Thì bây giờ có con dâu mình. Yeah. Nó thay thế. Tới ngày là nó đem nó tặng quà. Niềm vui. Tinh thần nó quan trọng. Đúng rồi, nó nhân gái mình rồi. Rồi giờ nó sinh cho mình hai đứa cháu nội trai đẹp trai lắm con ơi. Hai con quá đẹp. Nhưng mà con thấy là cô rất là am hiểu nàng dâu. Ừ. Không biết là ngày xưa cô làm dâu có khó không cô? Làm dâu mẹ chồng cô rất là dễ. Cô nói cho con nghe hả? Mẹ cô bây giờ năm nay được 75 tuổi. Dạ. Mà mẹ cô vẫn còn làm dâu, nuôi bà nội. Bà nội là bà mẹ Việt Nam anh hùng á. 102 tuổi. Trời ơi. 102 tuổi mà thật tình là mẹ cô là tuyệt vời. Dạ. Cô thấy ở trên đời này không ai mà như mẹ. Mời bà lên chương trình này đi. Ừ, Quảng Hải lần. Nếu mà vô này là mẹ cô thấy là số 1 á. Dạ, chị mời đi. Ở chương trình có bà mẹ là 101 tuổi rồi. Ừ. Bây giờ mời mẹ 102 tuổi là coi như là kỷ lục luôn á. Kỷ lục luôn á. Bữa nào thuyết phục bà. À, bà vô đây đi. Không, nếu mà mẹ mà đồng ý hay đó. Đem xe về chở vô. Đúng rồi, chương trình mời sẵn sàng đi. Dạ. Bây giờ thì qua một thời gian cũng không phải dài lắm, nhưng một chặng đường cũng hiểu nhau nhiều hơn, thì con có muốn nói gì với mẹ trong ngày hôm nay không? Con chỉ muốn nói là mẹ giữ gìn sức khỏe, có sức khỏe là được rồi. Hiện tại mẹ cũng quá tuyệt vời, cũng không cần. Còn mẹ chồng muốn dặn dò gì con dâu để có thể con dâu làm tốt cái nhiệm vụ của mình? Mẹ chỉ yêu cầu con dài 3 năm nữa xin cho mẹ đứa cháu gái nữa. Ước mơ vậy á chứ còn mẹ lo hết mà. Bao xăng mà, bao xăng luôn. Chở cô nàng ra thì cô nàng quá béo, mà cô nàng xấu xí lắm, tóc bù xù, ngoài quê mới vô mà. Tôi nhìn mà tôi ớn quá, mà tôi thấy con tôi nó xót ruột, mà con tôi nó lắc mà nó ốm nhôm ốm nhách hả. Mà mẹ không cứ tự nuôi, lúc đó suy nghĩ trong lòng vậy á, mà không biết sao sợ mẹ nó bây giờ hết sợ rồi. Bây giờ là nó sắp ăn thịt tôi rồi. Em tặng cho Lan 4 bộ đồ này, Lan mà về Lan mặc cho ông bà ông lé trời. Trời ơi, tôi nói thiệt chú với cô, nó khùng dữ lắm. Tôi thiệt, tôi cũng mắc bệnh khùng nó, tôi cũng muốn khùng theo nó. Khi mà hai cháu đi làm thì tôi có mua cho hai cháu mỗi đứa một chiếc xe Honda mà ba bánh. À, dạ. Nên phương tiện của cháu đi bán cũng đi bằng dạ. cái xe đó. Rồi khi con trai mà dắt cô dâu tương lai về đó, thì cô cảm nhận thế nào? Cũng biết nó quen, nhưng mà chưa, cũng nghe nó nói nhưng mà chưa có thấy mặt. Thì hồi đó là chưa có xe Honda, thì cháu đi bằng cái xe lắc tay á. Dạ. Thì ngoài sau nó có một cái yên, thì chở cô nàng ra thì cô nàng quá béo, mà cô nàng xấu xí lắm, tóc bù xù, ngoài quê mới vô mà. Tôi nhìn mà tôi ớn quá, mà tôi thấy con tôi nó xót ruột, mà con tôi nó lắc mà nó ốm nhôm ốm nhách hả. Dạ. Rồi nó thở hốc hển. Cái tôi đứng lên thì cái phản xạ mình thấy mình đứng lên, thì ông anh sợ quá, ông mới kéo cô bình tĩnh cô, chuyện tình yêu của trẻ cô đừng có nóng. Xong rồi ngồi xuống cũng nói chuyện. Ngày mới vô nó nói tiếng ngoài Trung, ngoài Nha Trang rất là khó nghe. Dạ. Thì mình cũng ậm ừ cho qua. Thế là xong rồi đi ra mời ăn cơm. Thì nói chung nó sợ quá, nó không dám ăn. Rồi tuần sau, 2-3 tuần sau nữa tôi cũng lên thăm. Khi nó ở nhà trọ thì hai đứa nó đối diện nhà trọ với nhau. Nó đi nó thấy tôi, nó thấy tôi nó quảng hồn nó bò. Thì tôi nhìn qua cửa sổ tôi thấy, ủa sao nó bò, con này nó bò. Thì tôi tính tới, tôi cũng rắn mắt cái con chủ nhà, nó kêu kia nó bò kìa. Tôi nói để tôi lại tôi chụp cái đầu nó coi. Nó bà mà chụp nó là nó chạy mất tiêu luôn, nó sợ á. Đừng có chụp, ghẹo nó mà. Thế là bà bò bây vô tới trong phòng bà trốn mất tiêu. Chồng về cứ năn nỉ, mẹ ơi bây giờ con không muốn gì hết. Con không muốn xe Honda, không muốn nhịt, mà con chỉ muốn con vợ thôi. Làn hồng mẹ cưới cho con. Nói trời ơi mày nghĩ chắc chưa. Mà con nói thiệt với mẹ nè, nó có em bé. Tôi nghe có em bé tôi sợ quá. Mình nghĩ con mình tật nguyền mà làm cái gì mà người ta ăn dụng thì người ta ăn lẻ làng này, ăn dụng ăn sao được, nó què quặt mà. Tôi không tin. Tôi nói phải không? Phải mẹ. Mẹ mà không cưới cho con thì má nó sẽ đem nó về quê mà làm tầm bậy. Thôi con thương mẹ, thương con, mẹ cứu tụi con. Thế là tôi nghe vậy thì anh em trong nhà cũng khuyên. Chứ tôi nghĩ tôi cũng thấy kỳ nữa. Cái bắt đầu cái khuyên tôi thấy không được, thôi kệ, bà cứ làm theo tụi nó đi. Nó bị động thai nên tôi bỏ gia đình tôi lên đây ở với nó. Tới bây giờ là coi như là cũng gần 20 năm rồi. Trời ơi. Nó sống với tôi 20 năm rồi. Thiệt là bà già thương. Lúc đầu mình chưa chấp nhận, sau khi chấp nhận rồi là đến lo cho con. Được cái là người thì ấy vậy chứ còn
có hiếu lắm. Dạ. Dù không tiền mà biết mẹ thích cái gì đó mua cho mẹ bằng được để cho mẹ ăn. Cái lần đầu tiên mà chị gặp mẹ chồng á, chị ấn tượng điều gì mà tại sao chị lại né tránh? Sợ mấy công á, mẹ thấy mẹ la nữa. Cái mà mẹ xuất hiện hồi đột ngột quá, sợ không biết sao. Đang đi đi thấy cái hết hồn. Khi bò vô đóng cửa phòng lại, gài chốt lại luôn. Và chủ nhà gõ cửa nói Hồng á, nói không lên tiếng luôn, giả bộ ngủ luôn. Chồng kêu sao không ra, má lên kia nè. Nói thôi sợ quá. Lúc có thằng chồng vô được không? Không, chồng kêu cứu hoài. Chứ sợ lúc nó xấu xí đó. Lúc nó không quê mới vô không biết cái gì hết đó. Chồng nói sao nghe vậy. Lúc đón dâu về quận 4 á, gung quá trời gung luôn. Đi mới không ngủ nữa, nói giái cho ba ngày đến qua đi về nhà cho rồi. Không quen ở nhà lạ đó, cái về nhà mình mừng quá trời luôn. Sáng lại anh hai trở về, đi giữa đường nó nói thốt nạn rồi. Trời thấy thương quá vậy. Nhưng mà làm hay, như tôi là cọp. Nhưng mà hay là sợ, hay là em có bầu trước khi mà cưới. Mà lúc đó sợ mẹ chứ không có bầu. Mẹ không cưới thì tự nuôi. Lúc đó suy nghĩ trong lòng vậy á, mà không biết sao sợ mẹ nó bây giờ hết sợ rồi. Bây giờ là nó sắp ăn thịt tôi rồi. Lúc mà về rồi á là mới có nấu. Dạ. Là chị nấu cho mẹ hả? Dạ. Nấu mẹ mà mẹ ăn không được. Mẹ nói gì nấu gì khó ăn quá. Tự vì mình miền Trung, mẹ miền Nam á, mẹ khó ăn, nói khó ăn mẹ tự nấu ăn luôn cho rồi. Em nấu món gì mà mẹ nói khó ăn? Nhất là cá kho cá chiên á, mẹ ăn không được. Ăn mặn quá hay sao cô? Ăn ngọt lắm cô. Cái ăn má chơi hoài, nói thôi má tự nấu ăn luôn đi. Trời ơi. Thì tự nhiên lắm. Nó không bao giờ nó kêu tôi bằng mẹ đâu. Nó kêu tôi bằng gì? Lan ơi Lan, Lan làm gì mà em cái này đi Lan. Hồi xưa vậy luôn hả cô? Xưa giờ nó không ít khi nào nó kêu tôi bằng mẹ. Nó giống như tôi bạn nó vậy. Thiệt mà bây giờ từ bữa chương trình tôi nói đó con thấy không? Nói là kêu mẹ đàng hoàng, nhỡ có ai có khách được. Còn ví dụ có khách thì nó không bao giờ kêu mình. Mà khách tới nhà thì nó trốn mất tiêu vô phòng đóng cửa lại. Đừng có nói là ba tên điệp nha. Thì tôi tức quá tôi hỏi, ủa sao mày kêu tao bằng Lan không vậy mày? Lan điệp đó. Mà bây giờ thì... Sao không kêu bằng mẹ chồng được hả? Không có, kêu Lan á, nó thân thiện hơn kêu mẹ chồng. Kêu mẹ chồng mất công. Mẹ đâu có vui đâu. Nhưng mà lên chương trình mẹ mới nói vậy thôi, chứ ở nhà mẹ ít la. Mẹ nói muốn kêu gì kêu cũng được. À. Nó rủ Lan hay Lan? Tết này Lan đi với em đi về quê thăm ông ba của em đi. Mà không thăm má, thăm ông ba thôi là ba của nó. Cái tôi nói để mẹ đi thôi, để chắc phải mua vài bộ đồ để mà mình mặc ở nhà đó. Để Lan ý chí để em mua cho Lan. Xong tưởng sao chú Quyền Linh biết nó ra ngoài chợ nó mua cho tôi 4 bộ cái bộ đồ xà lỏn. Quần dây nè rồi áo dây nè. Nè Lan ơi, em tặng cho Lan 4 bộ đồ này, Lan mà về Lan mặc cho ông ba ông lé trời. Trời ơi, tôi nói trời ơi, mày điên quá vậy mày. Mày muốn tao ghẹo cho ba má mày dí tao chạy không kịp hả? Trời ơi, tôi nói thiệt chú với cô nó khùng dữ lắm. Tôi thiệt, tôi cũng mắc bệnh khùng nó, tôi cũng muốn khùng theo nó. Thiệt. Ở nhà mà nó hét một tiếng là con nó chạy gần chết. Con nó sợ lắm. Nhưng mà sao mua quần xà lõn với áo? Thì bởi nó mới ngu. Áo lửng cho Lan nghĩ, vậy. Suy nghĩ má về quẩy á, tối lại ngủ bằng đồ mát mẻ, chứ chọc ghẹo ông ba chơi. Coi không sợ bà má hả? Má không có giận đâu, má biết giờ má biết mình giỡn, không có giận mình đâu. Nó nói con thương má còn hơn má của con nữa. Có bao giờ đi mua đồ ăn gì cho má không? Mua gì? Lúc đi bán vé số trên đường á, cái tối hôm đó má nói chứ lâu rồi chưa ăn sầu riêng. Cái bữa đó đi bán tành, cái đi về thấy sầu riêng bán á, mua 2 trái 550 ngàn. Về kêu má ăn đi, cái má ăn, má hỏi nhiêu tiền, tao nói ăn rồi chiều có kết quả. Chiều nói 550 ngàn, miết tới giờ hết thèm sầu riêng luôn. Ông má nói khùng quá, mua cho cô. Đi bán có nhiều đâu, mua hết tiền rồi. Nói thôi kệ mẹ nó, lâu lâu ăn làng ăn mẹ nó đi. Nói cho con dâu rất là thương má. Thật thà. Có bao giờ hai mẹ con không hài lòng nhau gì mà tranh cãi chưa? Ít hài lòng lắm. Không có gì. Lúc kia thì còn hay cãi với má, giờ hết cãi rồi.
Giờ má muốn nói gì má nói kệ má. Là không thèm nghe, không quan tâm luôn hả hay sao? Không nghe mà không có trả lời lại. Lúc kia hay trả lời lại, còn bây giờ suy nghĩ rồi. Nó nói một câu à, chửi, chửi cho đã đi, đi luôn. Nó cứ vậy đó. Là lái xe chạy đi mất tiêu. Lấy xe rồi, bánh chạy mất tiêu luôn, tối về. Tối về, rồi xong vô phòng ngủ rồi về. Nhiều khi nó đi rồi nó tới tối nó không về chú. Mình sốt ruột. Mình gọi điện thì điện thoại nó không bắt máy. Sao không bắt máy, má gọi sao bắt máy? Không bắt máy gì bị chữ rồi thôi. Còn bắt máy dở chữ thì chị biết. Nói vậy khỏi bắt máy tối cũng gì à. Có giờ má la ngồi khóc không? Có lúc khóc, có lúc không khóc. Chuyện trong gia đình á, vụ mà mấy đứa con ngồi không lo. Ăn ngày tới đi chơi tối ngày. Em không có lo con hả? Đi chơi không hả? Không có, y bán như thố. Y thành á, chơi. Có lúc bị gì sớm đi chơi. Có lúc mà số ế chạy chích mẹ luôn. Lo đi chơi nên nó mới ế ra đúng không? Không có. Bán nhưng mà lúc có bữa gặp người mớ hàng rồi sao không biết nữa. Người mớ hàng 5 tờ là 5 tờ hoài. Còn có người tờ hả? 300 tờ chị nghĩ đi muốn khùng luôn á. Đi có bữa tức quá vô quán cà phê giỏng ngủ mua giá tính gì tính. Trời ơi vậy đó hả? Còn cái chuyện sanh đẻ thì sao lo cô? Sanh đẻ thì nói chung nó đẻ mổ. Xong rồi bồng bế về tôi chăm hết. Mà tôi nhớ có một lần nó cũng đứa con đầu tiên nó mổ á. Thấy mắc cười, nó thì thích làm đẹp, xấu xí mà khoái làm đẹp. Cứ tối ngày mua kem mua đồ sức sức rồi tôi nói da non mà bày đặt sức kem mốt nó ăn cái mặt hư luôn. Dạ. Mà nó không nghe, nó cũng rình rình nó sức. Tôi nói mẹ nghe người ta nói là cái phân của em bé đó, phân su á, là mình xịt miếng mật ong vô, mình nặng miếng chanh cho mình hòa tan lên rồi mình để dành mình sức. Cái da mặt nó cái con so nó mịn lắm. Gặp cái thằng chồng nó cũng ba trợn nó ơi làm cho tôi sức chứ nha. Thì mình cứ nói vậy thôi là nghĩ đâu nó đâu có ngu đến nỗi vậy chú Quỳnh Linh. Đâu cái không biết nó làm từ lúc nào tôi không biết. Mà đến lúc đó, tôi thấy nó trét cái mặt nó tùm lum. Cái tôi hỏi cái gì vậy? Nó nói giống má nói á. Trét cứt á hả? Nó nói trời ơi. Trời ơi. Thiệt hả? Thì má nói. Cái thằng chồng nó mới nhảy ra cười. Cười, nó thằng chồng nó cười lên thì nó biết là mình nói tầm bậy rồi, nó xạo à. Nó xỉ với mặt tôi, nó nói xạo nhớ mặt nhà xạo à. Thì đâu có biết là nó khờ đến cái lấy nỗi như vậy. Ghét mặt đầy vậy đó hả? Mà rất nhiều lần chưa? Sao bây giờ tôi đâu có giao bao giờ dám nói cái gì thì cảm giác nó thúi đúng không? Nó hôi hôi thôi. Mà rất nhiều lần chưa? Sức tối hôm đó với sáng hôm đó hai lần. Không cái đó không phải để sức mặt nó không có tốt đâu, mình cái đó mình để thoa son á. Chú đừng nói, nó vậy là làm thiệt. Nó giờ nó khoái làm đẹp lắm á. Bây giờ nghĩ làm rồi. Bây giờ nói thiệt với chú, tôi sợ là khi tôi qua đời không biết ai là người lo lắng cho nó, sợ vậy. Sao thấy thương mẹ chồng không? Thương. Hồi đó có ghét không? Hồi đó không có ghét mà sợ. Còn điều gì chưa hợp nhau không cô? Vấn đề nhiều khi nó không có chăm sóc con như là như tôi chăm sóc. Bây giờ nó lớn rồi, mẹ con là phải ngồi nói chuyện với nhau rồi. Yeah. Này cái nọ cho con nó cởi mở. Cứ gì đâu mà về cái con ôm cái điện thoại, mẹ ôm cái điện thoại thì đâu có cái tình cảm nào. Yeah. Tôi rầy hoài vấn đề đó. Thứ hai ví dụ con làm cái gì không đúng á thì mình phải kêu con lại, mình nói làm cái đó không có được, mẹ không đồng ý hay là bà nội không đồng ý, con không có được làm. Nhỏ nó kêu nhỏ từ trên gác chui cái mặt xuống vậy. Nó bước lên cầu thang cũng khó khăn lắm. Mới đứng lên. Nhỏ mới chui mặt chưa có bóp vô mặt. Hỏi vậy hỏi chú Quyền Linh sao mà không la. Không có được ngay như vậy mà cứ mẹ chồng đàn dâu cứ bực bội là như vậy. Sao đánh con vậy? Thật á. Quạo á. Làm chịch ý mình á, mình bực bội mình quýnh. Nó lớn rồi, có gì chỉ dạy hoặc là có mẹ chồng đây lo hết rồi, đừng đánh nó nữa. Ha, tội nghiệp nó. Má chồng có hay cho tiền mình xài không? Hả? Nói không có tiền Lan cứu mình đi. Mỗi lần Lan cứu là cứu nhiêu? Từ muốn xin nhiêu xin nè. Mà thường thường là chị xin nhiêu? Xin 1 triệu. 2 triệu. Làm gì? Xin ở bù vô với số thì bán thiếu á. Rồi để coi chồng em nói điều gì nha. Dịp chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, con cũng gửi tới lời xin lỗi tới mẹ trong suốt bao năm tháng qua đã khổ cực vì con và lo cho con. Và con đã không phụng dưỡng mẹ được chu toàn như bao người con khác. Cũng gửi lời xin lỗi tới vợ đã khổ cực lo lắng cho con từ khi lấy nhau cho đến bây giờ.
Dạ, nhiều lúc cũng buồn, đau lắm. Nhưng mà chỉ biết ngồi nhìn chứ không thể giúp ích được gì cho mẹ, phụng dưỡng cho mẹ, hay là giúp ích được cho vợ để chu toàn như bao người chồng khác. Cho nên là con gửi lời xin lỗi tới mẹ và vợ con, nguyện cầu mong cho mẹ và vợ con luôn được sức khỏe dồi dào và vui vẻ sống cùng với gia đình. Hôm nay thì cô có muốn con dâu của mình thay đổi điều gì trong cuộc sống không? Không có mong gì hơn. Cái tính á, là phải biết lo lắng, phải chăm sóc con. Ví dụ có bán thì cũng phải quy định cái giờ mình về, để về mình có cái thời gian để mình nói chuyện với con cái đó. Mẹ nói đúng đó. Bán có bữa bán 3 giờ mai, rồi đi về lấy số bán, lấy số chiều rồi đi bán mấy cái 7-8 giờ về. Nếu mà xong sớm, mình nên về nhà sớm với con. Mẹ chồng nói mai mốt là lúc kinh nghiệm là lần sau về sớm hơn. Nhớ nha, mai mốt không có là tôi nhắc lại đó. Đó, mẹ thương lắm á, theo luôn 20 năm cũng tội nghiệp cô con dâu đó ha. Nếu mà không thương có lắm, mẹ chồng à, thì rất là khó luôn đó. Ôm mẹ đi à. Rồi à, mai mốt á, con có cái gì á không đúng á thì mẹ nói con sẽ nghe. Dừng nhớ đừng kêu tôi bằng Lan nữa nha, tôi mắc cỡ lắm á. Kêu mẹ ơi coi. Hả? Ôi mắc cỡ quá. Kêu thử coi. Kêu Lan ơi thì được, kêu mẹ ơi ngại quá. Kêu mẹ ơi mẹ mới vui á. Ờ, kêu đâu? Bây giờ kêu thử đây nè. Mẹ ơi. Đó. Trời ơi, thương lắm luôn á. Thấy thương cái sao ơi. Đó, trời ơi. Thấy thương nhớ lắm nha. Cái ngày đầu tiên mà con trai nó chở bé Diệu về nhà đó, khi mà ngồi chơi thì mình nói chuyện bình thường thôi, nhưng mà khi về là mình kêu con trai mình nói liền: con ơi con bé này nó đẹp quá. Chắc gì nó thương con thiệt đâu. Tại vì con trai mình hồi đó là đi học, học xong rồi là đi học đại học xong cái đi nghĩa vụ mấy năm về là bắt đầu làm tài xế, tài xế mà tài xế xe cẩu nữa, mình mấy lúc nào nó cũng nhem nhúa nữa, nó đâu có sạch sẽ đâu, chỉ đi đâu mới được bộ đồ sạch sẽ vô, còn bình thường nguyên ngày là cứ bộ đồ chạy xe. Rồi đến khi mà quen con bé này dắt về thì mình thấy con bé này thì lúc đó là đang làm tiệm tóc. Nó quá xinh, mình nói là con ơi trời ơi, con này làm xe tài xế xe cẩu mình mấy con lem luôn, mà con quen con bé này nó xinh quá là con chỉ khổ thôi. Đúng rồi à. Mà con trai mình là hay lắm, là nói gì nói là mẹ nói sao nói cũng làm thinh, không trả lời một câu nào. Rồi sao bao lâu thì mình làm đám cưới cho con mình? Nó quen cũng lâu rồi nha, nó quen cũng mấy năm à. Mấy năm luôn à? Dạ khoảng 5 năm mới đám cưới. 5 năm luôn. Dạ. Nhưng mà vậy còn với chị, cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, chị ấn tượng điều gì? Em thấy cái cuộc nói chuyện nó diễn ra bình thường thì cũng như bao cặp mẹ chồng nàng dâu khác thôi. Lúc mà về thì em vẫn nói với chồng là mẹ có phần dễ tính. Nhưng mà sau đó là mình có biết là mẹ ngăn cấm cái tình cảm à? Là khoảng một thời gian sau á, khi mà gặp chồng, hẹn chồng gặp nhau thì chồng hay tắt chuông điện thoại, ai điện thoại tới là lại tắt máy ngay, là cái người gọi là mẹ. Thì mình mới suy nghĩ là trời, chắc có bồ hả ta. Mới như vậy thì mình cứ theo dõi có một tuần, khoảng 2 tuần sau á thì gặn hỏi miết, thì ổng mới nói là mẹ không muốn anh quen em. Nên là lúc đó là cũng hơi buồn một chút xíu. Là qua ngày hôm sau em tức lắm, em chạy thẳng lên nhà mẹ luôn. Trời, nó gan lắm đó. Dạ. Đi một mình nó tới nhà mình luôn á. Để nói chuyện. Đúng rồi, tại vì cái tính của em là em thích cái gì đó nó rõ ràng, thì em cũng hơi thẳng tính một chút xíu. Là em chạy thẳng lên nhà mẹ, em dựng xe trước cửa, em chạy vô, em không khóa cổ luôn. Em chạy vô em nói: ủa sao mẹ lại cấm con như vậy với anh Sơn? Em nhớ lúc đó là chỉ có một mình em nói thôi, mẹ lại không nói. Tại vì giống như là em nói em lấn phần của mẹ luôn. Rồi xong nói xong em lại chạy về. Không đợi mẹ giải thích luôn. Dạ, tại vì mình không cái kiểu là mình chỉ muốn nói hết những cái gì mình tức ra thôi. Xong sau đó mẹ em mới lại gặp chồng em và nói là: tao chưa bao giờ thấy con nhỏ nào nó gan như con nhỏ này. Nhưng mà cô thấy sao cô? Cái lúc mà chị ấy tới, khi đã tới nói chuyện rồi thì lúc đó mình cũng nguôi đi rồi. Cái kiểu mình cũng xìu. Rồi cái thôi để hai đứa nó quen nhau đi, mình không cản nữa. Chứng minh được là cái tình yêu của cô gái này đến với con mình là thật. Đúng chứ rồi. Không phải là gọi là màu mè gì hết ha. Thì nó quen mấy năm á thì bắt đầu nó về nó nói là: giờ con đặt mẹ ngồi chỗ này nè. Chứ không phải mẹ đặt con. Đúng rồi, con chứ không phải mẹ đặt con ngồi đâu. Rồi sau đó lấy nhau thì về làm dâu sao? Nó giống như lúc đầu ha, có trở ngại gì không? À, khi mà bé này về làm dâu á thì thật sự là mình không ngờ luôn. Không ngờ là một đứa nó còn nhỏ, lúc nó cưới hình như nó mới 19, 20 gì đó hả, mà lại nó lại khéo,
chuyện trong nhà trong cửa gì bếp núc gì là ngon lành, rồi biết tâm lý mẹ chồng nữa chứ. Chắc có lẽ biết ngay từ đầu mình không thích á, nói là đẹp á, này nọ chắc không vuông véo trong gia đình, cho nên là về là bắt đầu bao nhiêu tài là đúng rồi là trổ ra hết. Từ ngày con bé này về làm dâu nhà rồi là mỗi là lễ nè, dạ, sinh nhật nè, là coi như là đều có qua có quà hết chứ. Mình chưa bao giờ, mấy chục năm là chưa ai tặng mình hết trơn. Rồi mỹ phẩm là mua cho mẹ xài luôn. Hai mẹ con hợp nhau gì nhất? Ăn cứ về là rất hợp, là mọi thứ đều hợp. Là tâm lý lắm. Là thường là chị nấu cơm cho cả nhà mình ăn hả? Không, em thì không sống với mẹ. Cứ về thì có nhà riêng rồi. Qua lại với mẹ, nhà mẹ đi thăm mẹ với lại cháu cháu ở với gần thôi. Vậy thì những cái bữa cơm gia đình có cứ cuối tuần, chẳng hạn cuối tuần là mấy đứa nó vô nhà mẹ. Là cô nấu hay là chị nấu? Thường thường là mẹ sẽ nấu. Nó mua cái gì vô thêm nữa. Em cũng nấu. Tâm lý lắm, nói chung con bé này tâm lý lắm. Nhưng mà sao mà không nấu một bữa cơm nào, những bữa cơm trọn vẹn? Vẫn có nhưng mà nó hơi ít thôi. Dạ tại vì chồng em cũng bận công việc, mẹ thì cũng kinh doanh buôn bán nên mẹ cũng hơi bận. Dạ. Mình có cảm giác là một cái điều gì mà mình buồn mẹ mình không dám nói ra không? Hình như là em không buồn mẹ mà chỉ có mẹ buồn em thôi. Sao em biết là mẹ buồn? Có một lần á, là cái thôi nôi của con của em á, nếu tính ra là cúng ở trên nhà ngoại là chỉ cúng thôi nôi là ngày mình cúng ngày ông, còn khi tổ chức á, thì là ngày dương để mời mọi người. Còn khi mà cúng ở trên nhà mẹ đẻ của em trên Bình Dương á, thì nó hơi xa nhà mẹ trên này, thì em lại không có báo cho mẹ biết, tại vì mình cũng nghĩ là mẹ bận buôn bán với lại là thêm hai đứa em nó còn đi học mẹ đưa rước nữa, nên là thấy nếu mà mẹ biết tin thì thế nào mẹ cũng sẽ chạy lên, thì mẹ sẽ bỏ hết công việc. Lại lúc đó lại suy nghĩ là thấy nó không hay, nên là không báo cho mẹ. Nhưng mà chiều đó lại đăng hình lên Facebook. Và trong khi đó là mẹ nói với em chồng của em là em không báo cho mẹ biết, mà trong khi đó là mọi người đều biết hết, là mẹ, trong khi đó mẹ là bà nội mà mẹ không biết, thì mẹ giận. Mẹ không nói chuyện với em luôn. Không, em giận nữa. Nhưng mà không la nha. Không, mẹ im không lặng la luôn. Mà thà la mình đi, mình còn biết đường để mình xử. Thì cũng phải một tuần sau thì mẹ mới ngu giận, tại vì em cũng gặp trực tiếp mẹ và em nói. Mình cũng suy nghĩ cho mẹ chứ không phải là không, là mẹ cũng nguôi. Con dâu này hay cái nè, có chuyện gì nói cho mẹ liền luôn. Hay cái chuyện đầu tiên chưa làm dâu cũng đã dám nói thì sau này... Cái đó là cái tính của đúng em. Rồi. Dạ. Như thế thì nó rất là tốt, bởi vì mình cảm giác cái nào mà mình không bằng lòng mình nói với mẹ luôn. Cái nào mình như thế nào nói với mẹ. Trao đổi trực tiếp như thế thì nó sẽ không bao giờ có chuyện để bụng đâu. Còn nếu như mà mình cứ nghĩ thôi không nói cuối cùng nó nặng bụng rồi cứ bùng phát là nặng nề lắm. Hai mẹ con mình có những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ chưa cô? Kỷ niệm á thì nói chung tại vì không có ở chung với nhau đó. Thành ra chỉ những lúc là đi đám cưới hay hoặc là đi chơi thì mẹ con mới có đi chung thôi. Tại vì mỗi người có cái công chuyện riêng hết, suốt ngày tôi nói không có gặp nhau được luôn, cả tuần, nhiều khi hai tuần luôn mới gặp được nhau. Đó, cho nên là nhiều khi đi chơi thì như đi Vũng Tàu đồ thì thấy ai cũng lo tắm, lo ăn, lo chơi, mà con bé này thì nó cứ lui hủi, nó nướng đồ cho cả gia đình ăn không à. Nói chung là không hiểu sao mình ngay từ đầu là mình nói con bé này đẹp thì mình sợ nó sẽ không có chu toàn được mọi thứ. Tại thường thường ta nói nó đẹp quá mình biết làm cái gì. Nhưng mà khi nó về làm dâu rồi mình mới thấy là chắc có lẽ là chị xui ở bên bệnh cũng có dạy, cho nên là nó bước về làm dâu gia đình mình thì nó đã coi như là nó hay, nó mọi mặt hết á. Em thấy em thương mẹ em, mà có đôi phần em thấy nhiều khi em làm mẹ ruột của em buồn luôn á. Giống như là nhà gần mà thì lễ Tết hay này kia thì em giống như là em lại tặng cho mẹ trước chẳng hạn đi. Rồi cái mẹ ruột em á thì lại biết cái kiểu mà hay nói chơi thôi, là trời ơi nhiều khi thấy còn thương hơn tao nữa. Nhưng mà thật sự ra thì thương hai mẹ như nhau. Như vậy thì quá tốt luôn ha. Cách chăm sóc con cái thì sao, có hợp nhau không? Cũng hợp, là nói chung ra là thời đại giờ chăm con cái kiểu như là bây giờ chứ không phải như hồi xưa. Mình thì sống là kiểu cũng như hiện đại, thành ra cũng không đến nỗi mà. Nhưng mẹ chồng cũng còn trẻ rồi, mẹ chồng cũng còn hiện đại, chứ gặp có những mẹ chồng lớn đó, thì cũng hơi khó, phải chăm sóc theo cách của mẹ chồng. Có bao giờ la nó gì về chuyện nó chăm con, nó không chăm sóc cho con kỹ lưỡng không? Không, nó kỹ lắm, nó còn kỹ hơn tôi nữa. Nó kỹ dữ lắm. Cho nên á hả, là không nói thiệt, mình nói ra người ta nói mình á thì nói tốt con dâu quá, chứ thật ra thì nó cũng dung dén lắm. Mà từ hồi nay mấy năm rồi chưa mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ mà nói là chẳng hạn như cái nhìn khó chịu cái thôi, chứ đừng trên chị nói kiểu nhìn khó chịu thôi, mình cũng không có nó thật. Tại vì cái gì hai mẹ con đôi khi cũng giống là mình nóng nhưng mà mình kìm được. Tại vì con bé này nó trẻ, nó nóng nó không kìm được thôi, chứ mình nóng thì mình kìm được. Cho nên cái gì mấy là kêu nói thẳng liền.
À, không có để trong lòng. Cô dâu nóng tính hả? Dạ, em nóng tính lắm. Cái kiểu là phải có chuyện gì đó thì mình mới nóng thôi, chứ không phải là kiếm chuyện hay là vô cớ nóng. Có giờ nóng trước mặt mẹ chồng chưa? Dạ, chưa bao giờ. Nóng với mẹ chồng chưa bao giờ. Nhưng mà nóng với chồng thì có. Cái chuyện mà nóng với chồng là chuyện bình thường. Thực chất mà nói thì cái chuyện ai cũng nóng tính, vấn đề là chúng ta kìm như thế nào thôi. Bởi vì khi mà đụng chuyện thì cũng khó lắm. Vấn đề là cách đối nhân xử thế trước mặt mẹ chồng, người ta hay gọi là giận cá chém thớt á. Đôi khi mình nóng chồng mình la sùm trước mặt mẹ chồng, mình nóng con mình la sùm mình đánh con trước mẹ không chồng. Không bao giờ, em cái không này bao là giờ. Không nên thôi. Còn chuyện nóng tính thì chuyện nó chỉ chắc giống chắn như là ở riêng thì em có nóng tính trong thậm chí với chồng luôn. Thì ở chỉ ở trong phòng thôi chứ không nhiều bao lúc giờ nóng mà... thì mình cũng nghe em nó nói lại thôi, là có nghĩa là nhiều lúc vui vui cầm gì phan cái đó vậy thôi. Chứ giữa mẹ chồng nàng dâu chưa có một điều gì nó mâu thuẫn chưa. Trực tiếp với nhau đúng không? Dạ chưa bao giờ. Để xem coi chồng em có nói điều gì không nha. Bây giờ chỉ trong con trai nói gì đây nè. Trai sống khép kín lắm. Ngày được vợ báo tin mà tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu á, mình cũng rất là bất ngờ. Nhưng mà mình cũng cảm thấy vui. Vì thông qua chương trình này nữa, thì mẹ mình và vợ mình lại được hiểu nhau nhiều hơn. Thì lúc đầu thì hai mẹ con có thể là chưa hiểu nhau nhiều lắm, nhưng mà dần dà về sau thì mình thấy hai người càng hiểu nhau, càng quý mến nhau. Điều đó làm cho mình rất là vui. Thì mẹ và vợ mình nói chung là hai người rất là tuyệt vời. Không, đối với mình thì không quá hoàn hảo, không còn phải có ý kiến gì nhiều. Nhưng mà thì thông qua chương trình thì cũng xin gửi đến mẹ và ba mẹ hai bên lời chúc sức khỏe, chúc vợ ngày càng xinh đẹp, gia đình mình ngày càng hạnh phúc, và sớm mong có thêm thằng nhỏ nữa. Bây giờ la nó cũng không trả lời, thành ra mình cũng không biết là nó có nghe mình hay không nữa. À vậy đó, cho nên là hôm nay lên là cũng chủ yếu để nghe cái clip này nó nói những gì. Nó nói gì thấy làm sao? Thì nói chung nó nói vậy thì thấy là gia đình nó cũng hạnh phúc rồi, vậy thì mình cũng mừng. Nó mong vợ nó đẹp nữa ra đó, mà đẹp nữa thì có nhiều người gọi là theo đuổi dòm ngó, là cái lúc đó chồng nó ghen nữa là mệt lắm á. Thực sự em cũng chả có đẹp gì đâu mà mẹ lại suy nghĩ như vậy thôi. Thì bây giờ nói chung ra là có dâu đẹp á thì cháu nội mình nó đẹp. Dạ. Cháu nó như tây vậy đó. Ý là mẹ chỉ muốn chị đẻ con nữa. Con trai cũng sói ca lắm mà, nhìn cũng thư sinh lắm á.